Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gear VN. Hôm nay sẽ là một clip về review game. Tuy nhiên cái clip này nó không giống như ở bên phía game hay là đánh giá game về những cái nội dung, về những cái gameplay, mà hôm nay chỉ thuần túy về cấu hình và đồ họa của game. Và hôm nay tựa game chúng ta sẽ nhắc tới đó là Cyberpunk 2077, một trong những cái tựa game vừa rồi làm mưa làm gió ở trên các diễn đàn về PlayStation, Xbox, khi mà không thể nào chơi được ở trên một cái hệ máy console từ 7, chắc là khoảng 7 năm tuổi. Thì tất nhiên rồi, hiện tại ở GVN chủ yếu vẫn là bán về PC, và thời gian vừa rồi mình cũng đã có một cái trải nghiệm qua i3 rồi i5 rồi 3090 vân vân và mây, mình đã có những cái clip đăng lên, và đây sẽ là một cái clip tổng hợp lại tất cả những cái đó về những cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, những cái mà mình đánh giá một cái con game này. Cho nên chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cái đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó là cái cấu hình tối thiểu và cấu hình đề nghị của CD Projekt Red. Tất nhiên mình để lên ở trên đây và nó tương đối dài dòng, mình sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng mà nó cũng mang tính chất dối trá khá là cao đấy. Khi mà mình xem qua cái này rồi mình bắt đầu đi test thực tế thì mình cảm thấy có một sự khác biệt rất rất rõ ràng về cái thông số mà họ yêu cầu như vậy. Nói thẳng nha, đó là chơi không nổi. Đó, thì trong cái trường hợp mà mình đã làm qua những cái bài test thì mình mới có được cái con số đó. Cho nên video này sẽ là một cái video đánh giá cho các bạn cái nhìn tổng quát nhất, để các bạn sẽ build được cho mình một cái dàn máy làm sao chơi được cái tựa game này ở cái mức là chúng ta có thể đạt được trải nghiệm tốt nhất. Một trong những cái làn sóng gây bão nhất đó chính là cái clip so sánh giữa GTA, tức là GTA 5, với Cyberpunk 2077. Mà GTA 5 thì nó rơi vào đâu đó khoảng năm 2013 nếu như mà mình nhớ không nhầm, ở trên PlayStation, và 2014 ở trên PC. Thì mình chơi ở trên PC, mình cũng có trải nghiệm qua nó rồi. Một số cái so sánh rất chi là rõ ràng, như là về tương tác vật lý, về đạn bay như thế nào, rồi đạn ảnh hưởng tới môi trường ra làm sao, hay là như cái việc chúng ta nhảy ra khỏi ô tô thì chịu tác động vật lý như thế nào, hoặc là một số cái linh tinh khác nữa, chẳng hạn giống như là cái lốp xe bị cháy khi mà chúng ta hoạt động nó quá công suất. Thì chúng ta sẽ cảm thấy là ủa sao Cyberpunk nó không có được tương tác vật lý tốt đến như vậy. Thì hiện tại mình sẽ nói ra một cái khá là cơ bản, chúng ta đang living in 2077, ở cái thời đại mà chúng ta còn có thể mod tùm lum vào tay, vào chân, vào đầu để mà chúng ta ăn một viên đạn vào đầu còn không chết, thì nó là một dòng game dạng RGB. Thế tất nhiên cái công nghệ thì nó sẽ phải vượt trội hơn so với GTA 5 vào đầu thế kỷ 21, đúng không nào? Đùa một chút vậy thôi, chứ còn nếu mà nói thẳng ra thì cái việc mà so sánh này mình thừa nhận Cyberpunk đang thua kém GTA. Nhưng mà các bạn so sánh như vậy thì nó có phần hơi không công bằng cho Cyberpunk cho lắm. Lý do là hiện tại ở bên CD Projekt Red, họ làm ra những cái tựa game không phải là quá chú trọng vào cái vấn đề vật lý, mà mình dám đảm bảo với các bạn là những ai đã chơi qua các phiên bản The Witcher trước chắc chắn hiểu rõ mình đang nói về vấn đề gì. Nếu các bạn muốn so sánh thì chắc chắn các bạn hãy so sánh với The Witcher 3, chứ không nên so sánh với GTA 5. Đó là một trong những cái sai lầm đầu tiên khi chúng ta bắt đầu so sánh một tựa game. Ủa, nhưng mà tại sao mình đang nói về cái vấn đề đó là game nó ăn về đồ họa, ăn về cấu hình máy tính, mà mình lại nói một chút về vấn đề vật lý như vậy? Bởi vì hiện tại cái vật lý là một trong những cái có ảnh hưởng tới cái nguồn tiêu thụ hiệu năng, cũng giống như là tài nguyên máy tính. Và cụ thể nhất đó là CPU. Và đồng thời với đó, tại vì sao mà giữa một cái tựa game mà nó tương tác nhiều và một tựa game tương tác ít, nó lại có một cái sự chênh lệch giữa CPU, và nói thẳng ra là nghiêng về phía bên Cyberpunk hơn, khi mà Cyberpunk ăn rất rất nhiều CPU. Tại sao lại có chuyện đó? Đó chính là bởi vì cái thiết kế của game, mình gọi là cái game design. Nếu như chúng ta đã được chơi qua GTA 5 là một cái không gian rất là rộng mở, hoặc là nếu các bạn chơi cái game mới hơn đó là Red Dead Redemption, thì cái không gian của ta cực kỳ là mênh mông và nó trải rộng ra rất nhiều hướng, và cho chúng ta một cái trải nghiệm có thể gọi là vi vu ở trên đường phố đó. Nhưng mà đối với Cyberpunk thì nó lại không phải đơn thuần như vậy. Cyberpunk là xây dựng theo một thành phố, có những cái vấn đề thiết yếu của một thành phố. Thay vì chúng ta mở rộng cái bề ngang thì chúng ta lại mở rộng theo chiều dọc. Chúng ta sẽ có từng tầng từng lớp NPC, chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ ẩn ở trong đó, chúng ta có một cái cốt truyện dày đặc ở trong cái thành phố, và chúng ta có thể tương tác được, ảnh hưởng tới từng cái cốt truyện cuối cùng mà chúng ta đạt được. Chính vì thế sẽ
có những cái NPC có cái cốt lõi ảnh hưởng tới cốt truyện rất nhiều và không thể nào loại bỏ đi được. Không giống như ở bên GTA 5, chúng ta có thể dễ dàng đi ở ngoài đường phố đánh nhau với một ai đó, cướp tiền của họ, cướp xe của họ, và rồi sau đó chúng ta lại reset và chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ở phía bên Cyberpunk, mỗi một cái hành động tương tác của các bạn sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện. Và tất nhiên những cái như vậy nó sẽ liên quan tới CPU, bởi vì CPU luôn luôn phải xử lý những cái đó. Chính vì thế, khi mà các bạn đi dạo ở ngoài thành phố, đi dạo ở ngoài đường, chúng ta có những lớp NPC rất dày, và tất cả những cái NPC đó hoạt động ra làm sao, ảnh hưởng tới người chơi như thế nào đều do CPU xử lý. Chỉ khi nào, phải nhấn mạnh là chỉ khi nào các bạn vào một cái nhiệm vụ nhỏ và cụ thể, những cái NUC không cần thiết được loại bỏ đi, thì lúc đó CPU của bạn mới tụt xuống. Và mặc dù đã xác định khi mà chơi game nó sẽ ăn rất nhiều cho CPU, kể cả xung và kể cả nhân, bởi vì hiện tại chúng ta đều biết CPU càng lúc nó càng tiến bộ lên, nó đều có nhiều nhân hơn, thì việc developer họ làm một tựa game mà ăn được nhiều tài nguyên hơn, tận dụng được nó tốt hơn, đó là một điều vô cùng tất yếu. Nhưng mà có một điểm cộng khá là lớn mà mình thích, đó là nếu như các bạn sử dụng những cái con CPU i3 và i5 thì cái thời gian full load của nó không phải là quá lâu. Nó luôn luôn để ta một cái khoảng trống, một cái khoảng CPU không sử dụng tới để chúng ta có thể thực hiện những cái tác vụ khác. Ví dụ như đơn giản nhất đó là chúng ta có thể mở Chrome, chúng ta có thể mở Discord lên và vừa chơi game vừa nói chuyện với bạn bè. Đây là một trong những cái được nâng cấp và mình cho rằng một điểm cộng rất lớn. Ngoài thiết kế về NPC ra và ăn CPU như vậy thì còn một cái nữa ăn CPU, đó chính là những cái khả năng hacking. Nếu như mà các bạn chơi tựa game GTA 5 thì chúng ta chỉ đơn giản là ra ngoài bắn nhau xong rồi lượm đồ, cướp đồ vân vân, thì ở trong tựa game này chúng ta có thể hack được. Có nghĩa là khi mà chúng ta sử dụng nhân vật mình và nhìn vào cái skill tree hoặc là cái khả năng mà nhận diện những cái kỹ năng, khả năng nâng cấp những cái kỹ năng của nhân vật mình á, thì sẽ có một cái nhóm gọi là hacking. Và nếu mà các bạn cũng biết, đây là một tựa game mà chúng ta có thể mod lên cơ thể của mình và cả cơ thể của NPC nữa, thì chúng ta có thể ăn gian, chúng ta có thể tấn công vào những cái máy móc như là máy bán hàng tự động rồi vân vân, và máy thường thì chúng ta có thể sử dụng nó để ám sát hoặc là cho vui, có thể kiếm tiền từ nó. Có rất là nhiều cái để chúng ta có thể tương tác, tức là hầu như mọi thứ các bạn có thể tương tác được. Có nghĩa là ngoài con người, CPU phải xử lý như thế nào, thì bây giờ kể cả máy móc, CPU cũng phải xử lý không thua kém và kém cạnh gì cả. Chính vì thế cho nên là tựa game này trở nên ăn CPU hơn bao giờ hết. Và mình thừa nhận rằng nó ăn như vậy nhưng mà cái trải nghiệm đem về là cực kỳ xứng đáng. Và để mà tổng kết lại thì hai cái clip mà mình đăng lên, có một clip là liên quan tới CPU, các bạn có thể xem lại. Và mình cũng ngắn gọn thôi, đó là nếu các bạn muốn chơi tựa game này thật là mượt, hãy sử dụng con CPU Core i7 10700 hoặc là 10700F. Cái phiên bản S thì nó sẽ rẻ hơn. Đó sẽ là hai sự lựa chọn phù hợp nhất để chơi tựa game này trơn tru và mượt mà. Nhưng mà ngoài cái vấn đề làm cho cộng đồng tranh cãi về cái việc CPU ăn quá nhiều ra, thì chúng ta cũng có những cái vấn đề khác liên quan tới đồ họa, liên quan tới giao diện, liên quan tới cái cảm nhận của mỗi người chơi. Và cái cảm nhận cá nhân của mình đầu tiên khi mà nhìn vào tựa game này, đó là cái hệ thống hiển thị, những cái hub, những cái layer nó khá là dày và nó chồng lên nhau. Như vậy do chúng ta có một cảm giác tương đối rối. Và nếu như mà cái chuyện này nó xảy ra thì thường thì các bạn cũng phải làm quen thôi, ai cũng phải làm quen thôi. Nhưng mà để mà dễ làm quen hơn thì chúng ta nên có một cái không gian màn hình rộng hơn một chút. Chúng ta không bị chi chít chữ quá, chúng ta không bị gọi là bị choáng ngợp vì số lượng thông tin dồn dập, dồn tới, kiểu giống như là minimap này, cuộc gọi này, tin nhắn này, nhiệm vụ A, nhiệm vụ B, nhiệm vụ C, rồi thậm chí là những cái đơn giản hơn như là lệnh truy nã nữa. Đó, nó sẽ có rất là nhiều thứ như thế mà nó không đơn giản được giống như là những cái tựa game GTA mà nó nhìn theo hơi hướng là Living 2077 hơn. Chính vì thế cho nên là chúng ta cần có một cái màn hình hiển thị làm sao cho nó thoải mái. Và nếu mà nói tới cái màn hình đó, thì cá nhân mình đề xuất các bạn hãy sử dụng một chiếc màn hình từ 27 inch đổ lên. Và nếu mà tốt nhất thì hãy chơi ở 32 inch. Thì chúng ta sẽ có được một cái không gian trải nghiệm là tốt hơn, không có bị chi chít quá. Nhưng mà ở đây có một vấn đề tương đối mâu thuẫn. Đó là nếu như đây là một tựa game chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất mà chơi ở trên một màn hình lớn hơn 27 inch, chúng ta sẽ có vấn đề là bị sao nhãng với cái tâm. Đúng không nào? Tất cả chúng ta đều biết cái chuyện đó.
Vậy thì ở đây mình phải nhắc lại các bạn, đây không phải là một tựa game thuần bắn súng góc nhìn thứ nhất, không phải là một tựa game hơn thua nhau ở từng mili giây hay là về kỹ năng aim rồi headshot vân vân. Đây là một tựa game mà tất cả chúng ta có thể mod lên cơ thể, khiến cho bộ đầu của chúng ta còn có thể ăn một viên đạn mà không chết cơ mà. Và đây là một tựa game RPG thế giới mở để cho chúng ta có thể đi khám phá và trải nghiệm thế giới nhiều hơn là một tựa game bắn súng. Chính vì thế cho nên chúng ta không còn cần phải lo lắng về cái chuyện đó là màn lớn hơn 27 inch thì khiến chúng ta phải bị sao nhãng nữa. Vậy thì ở đây lại xảy ra một cái vấn đề to tát nữa, đó là nếu như mà 27 inch á, chúng ta chơi ở Full HD sẽ gặp những cái vấn đề như là kiểu rỗ màn hình, đúng không nào? Và sẽ ảnh hưởng tới phần cứng tổng quát. Có nghĩa là chúng ta nên có một hệ thống phần cứng VGA tốt hơn để đáp ứng cho cái nhu cầu màn hình đó. Vậy thì trước khi mà vào sâu hơn, chúng ta sẽ nói nhanh về những cái mà mình đã được trải nghiệm. Nếu các bạn mong muốn chơi tựa game này ở Full HD, hãy sử dụng 1070 trở lên. Và nếu như mà muốn chơi ở mức độ là Ultra Sitting thì hãy chơi ở mức độ là 1080, tức là VGA GTX 1080. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn RTX On lên, RTX On để mà trải nghiệm được cái đồ họa nó đẹp hơn một xíu, thì lúc này bắt buộc phải sử dụng từ 2060 Super hoặc là 3060 Ti. Đó là chúng ta mới chỉ chơi ở Full HD mà thôi. Đó là dành cho những bạn mà chơi từ màn hình là 27 inch đổ xuống á, thì chúng ta chơi Full HD mới được. Còn nếu mà cao hơn thì chúng ta sẽ yêu cầu những chiếc VGA mạnh hơn rất là nhiều. Và trước khi mà chúng ta qua hẳn cái phần gọi là VGA thì mình sẽ tổng kết lại cái màn hình một xíu. Đó là các bạn nên chơi ở cái mức độ là 2K trên một cái màn hình từ 27 inch đổ lên. Còn nếu như mà có điều kiện để mà lên 4K á, thì nó quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà khi mà bật 4K thì chúng ta phải bật cái DLSS lên và chúng ta mới có thể kéo được FPS tới cái mức là được phép trải nghiệm. Gọi chính xác là trải nghiệm được nó mới chính xác. Và bây giờ sẽ tới cái phần gọi là VGA này. Cái phần này là gây tranh cãi nhiều lắm đó. Thì chúng ta sẽ có biết một số cái hình ảnh so sánh những cái meme vừa rồi, như là việc so sánh giữa PC với PS4 vân vân và mây, thì nó có những cái sự chênh lệch về đồ họa rất là lớn. Thì nhiều người họ kêu là cái game Cyberpunk nó không có đẹp. Cái này không đúng nha, cái này là sai đó. Mình đã chơi qua và mình thừa nhận nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Và phải gọi choáng ngợp là không sai. Cái việc mà nó đẹp choáng ngợp là không sai. Điểm số của nó thực sự rất là phù hợp. Vậy thì nếu như mà chơi một cái game đẹp như vậy thì chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới chiếc VGA của mình. Và như hồi nãy mình cũng có nói sơ qua, nếu mà các bạn để chơi Full HD Ultra thì bèo bèo cũng phải là 1080 mới có thể kéo được trên 60fps. Và nếu mà bật RTX On lên thì phải cỡ 3060 Ti. Nhưng mà lúc nãy mình đã bảo là cái game này không nên chơi ở Full HD. Chơi ở Full HD trên một cái màn hình từ 24 inch á, số lượng thông tin dồn vào cái mắt của mình nó rất lớn, cùng với đó là chữ nó nhỏ đi, làm giảm đi cái trải nghiệm của người chơi. Cho nên đó là bây giờ mình phải đề xuất các bạn là chơi từ 2K và tới 4K. Nếu như mà chơi ở 4K thì đương nhiên đó là chúng ta có thể bật DLSS lên và chúng ta có những cái trải nghiệm là vừa ở 4K mà lại còn vừa có FPS cao. Cao ở đây thì nói thẳng ra cỡ 60-70 thôi, chứ nói cao hơn thì không đúng, mình đã chơi qua cả 3090 rồi nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được chuyện đó. Có nghĩa là khi mà quay trở lại, chúng ta chỉ nên chơi ở trên 2K mà thôi. Và ở trên 2K thì chúng ta lại không nên bật cái DLSS. Bởi vì như thế này, khi mà chúng ta sử dụng DLSS, đó là một cái công nghệ để mà biến một cái khung hình nhỏ, một cái khung hình có độ phân giải thấp thành một cái khung hình độ phân giải cao hơn bằng cách kéo giãn nó ra. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cho những cái điểm ảnh nó bị vỡ ra, nó bị thay đổi từ tính chất, những cái màu sắc ban đầu đi. Và lúc này cái công nghệ DLSS đó nó sẽ đoán những cái vị trí bị vỡ đó là màu gì. Đó, có nghĩa là nếu như mà cái điểm ảnh ban đầu của bạn, những cái hình ảnh ban đầu mà có độ phân giải càng tốt thì lúc mà kéo ra thì cái việc mà AI nó hoạt động là càng hiệu quả. Bây giờ nếu như các bạn có một cái mục tiêu kéo ra cuối cùng nó không phải 4K nhiêu đây mà chỉ còn là 2K nhiêu đây thôi, thì lúc này á, cái điểm ảnh mà chúng ta cần kéo ra như vậy nó cũng bị thiếu đi rất là nhiều. Bởi vì đôi khi khi mà thiếu như vậy rồi thì chúng ta lại cảm thấy là cái hình ảnh không còn được đẹp như lúc đầu nữa. Chính vì thế mình mới khuyên các bạn là hãy chơi ở 2K chuẩn, đừng có chơi ở 2K DLSS. Vậy thì lúc này chúng ta lại gặp là nên lấy cái VGA nào để chơi. Mình có chơi qua 3070 ở trên 2K rồi và trải nghiệm là chỉ vừa đủ và thậm chí là drop. Cho nên nếu như mà khuyên thì mình khuyên là các bạn hãy sử dụng 3080 để chơi ở trên mức 2K không DLSS và 3070 ở trên 2K có DLSS. Còn về hình ảnh thì rõ ràng là mình đã vừa mới chứng minh cho các bạn là hai cái này nó có chênh lệch tương đối nhiều. Nếu mà 4K không chênh lệch nhiều thì 2K lại là một câu chuyện khác đối với NVDA.
Nếu như đã nói tới 30 series thì lúc này chúng ta sẽ nói tới cái tính năng Ray Tracing. Và thật là hay khi mà cái Ray Tracing ở trên tựa game này được tối ưu rất là tốt, khi mà cái lượng FPS chênh lệch chỉ khoảng từ 2 cho tới 3 FPS mà thôi. Tuy nhiên cái render latency và những cái liên quan tới cái việc độ trễ xuất hình ảnh á, thì nó lại vẫn còn tương đối lớn, cho nên chúng ta sẽ có một số cái trải nghiệm bị giảm bớt tương đối là nhiều. Và để mà tổng kết lại thì mình có thể chốt một câu, đó là ngay từ đầu cái việc các bạn so sánh giữa GTA 5 với cả Cyberpunk 2077 là một so sánh không chính xác. Nếu mà so sánh thì so sánh giữa Cyberpunk với The Witcher để xem là cái khả năng phát triển của cái tựa game, à không, của cái studio CD Projekt Red đã lên được tới cỡ nào. Và chúng ta cũng biết rằng CD Projekt Red thì luôn luôn có những cái điểm yếu khá là chí mạng về việc là AI bot thì nó không được thông minh cho lắm, hoặc là các vấn đề liên quan tới tương tác vật lý. Cho nên đó là với những tựa game về sau, mình nghĩ là có khi họ vẫn chưa thể nào khắc phục được đâu. Và bây giờ nếu như các bạn muốn chơi tựa game Cyberpunk 2077 thì có lý do gì để các bạn chơi tựa game này? Nếu như mà GTA 5 là một tựa game ai vô cũng có thể chơi được liền thì Cyberpunk nó không đơn giản như vậy. Mình nói thẳng ra đây là một tựa game thế giới mở, và cái cốt truyện chính của các bạn chơi chỉ khoảng đâu đó từ 30 tới 40 tiếng là nó xong cái cốt truyện chính. Và nó khá là ngắn đúng không nào? Chúng ta sẽ nghĩ là nó ngắn như vậy thật nếu như mà các bạn quyết định là đi một mặt từ đầu tới cuối. Nhưng mà đây là một tựa game để các bạn khám phá cái chiều dày của nó, chiều dày của cái thành phố, của một cái mà liên quan tới tương lai của Living in 2077. Thì chúng ta sẽ phải đi những cái side quest, những cái nhiệm vụ phụ. Lúc này thì sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm là hoàn thiện hơn đối với một tựa game khám phá thế giới mở. Và chúng ta sẽ có được những cái đánh giá là sâu sắc hơn đối với một tựa game thiên hướng nặng về cốt truyện như thế này. Còn nếu mà về những cái vấn đề liên quan tới phần cân máy tính và tối ưu hóa thì cá nhân mình cho rằng vừa rồi đúng, họ có những vấn đề liên quan tới tối ưu hóa thật sự, khi mà phải có một bộ máy rất là cao cấp mới có thể chơi được. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn sợ rằng mình chưa thể nào trải nghiệm được nó trơn tru thì hiện tại chúng ta cũng đã có những cái bug fix, những cái hot fix để mà có thể trải nghiệm được tốt hơn. Cùng với đó là hỗ trợ ở phía bên NVIDIA cho chúng ta những cái driver mới. Tất nhiên là nó cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, quan trọng nhất vẫn là phía bên nhà phát triển của CD Projekt Red, họ phải làm cho tử tế thì chúng ta mới có được những trải nghiệm là không bị delay, không bị lắc giật vân vân và mây mây. Còn ngoài ra, để mà tổng kết lại thì nếu như mà các bạn chơi tựa game này, các bạn muốn có một cái không gian mà nó đẹp thì cũng có thể tham khảo thêm một số cái gaming gear vừa rồi. Nó ra rất là nhiều các sản phẩm mà có cái màu sắc chủ đạo là màu vàng cũng như là sắc bén góc cạnh, rất là phù hợp cho những cái góc gaming như vậy. Nhưng mà video của mình chủ yếu nói về phần cứng thôi, không nói về cái phần gọi là gaming gear. Và có lẽ bây giờ nó cũng dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn nếu mà các bạn muốn là lần sau mình làm về tựa game nào, hãy comment ở phía bên dưới đấy nhá. Chương trình quay số may mắn đầu năm diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến hết 28 tháng 2 năm 2021, với giải thưởng cao cấp nhất là một xe SH trị giá 120 triệu đồng, xe xịn, Tết sang, rộn ràng năm mới.